Drama không hồi kết, Thanh Hằng kiện Hoàng Thùy ra tòa, cùng dàn học trò lên bài đá xéo, Hoàng Thùy phá tan tin đồn bị phong sát, nhận giáp của hai nhà thiết kế top đầu là Hoàng Hải và Trung Thanh Phong. Một nhà thiết kế tố Hoàng Thùy chèn ép Bùi Quỳnh Hoa nhưng bị tổng đạo diễn phản đêm, tố ngược bịa chuyện và rực nợ. Cuối cùng, Hoa diễn xong, Hoa dắt đứa mẫu nhí đi ra và Hoa đi vô. Người cuối cùng đi ra diễn và dắt mẫu nhí xong vô nắm tay tao là Hoàng Thùy. Rõ ràng trong tấm hình thấy rất rõ Bùi Quỳnh Hoa đứng sau lưng tao nữa. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Sau gần một tuần diễn, ra ồn ào chèn ép Hoàng Thùy khỏi vị trí ban giám khảo Miss Universe Việt Nam. Câu chuyện vẫn chưa hề khép lại khi mới đây, loạt động thái mới của hai bên đã khiến dân tỉnh phải hít hà drama. Trưa nay Thanh Hằng đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì ồn ào liên quan đến việc chèn ép Hoàng Thùy. Thế nhưng có vẻ, cũng chẳng mấy ai ủng hộ khi mở phần bình luận hết 8 trên 10 bình luận là chế nhạo Thanh Hằng. Thanh Hằng cũng tiết lộ với báo giới rằng cô đã đâm đơn kiện Hoàng Thùy ra tòa. Trước hành động trên, dân tình cho rằng là kiện cho có chứ không thể được giải quyết vì từ đầu tới cuối Hoàng Thùy chưa từng nhắc tên bất cứ một nhân vật nào, chỉ dùng cái icon và các tấm ảnh tin nhắn. Nhiều người còn cho biết em gái ruột của Hoàng Thùy là một luật sư, thế nên những bài đăng của Hoàng Thùy đều có sự tư vấn luật pháp của em gái, thế nên khó có thể bị xử lý. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hoàng Thùy viết bài ẩn ý chứ không hề chỉ mặt. Không chỉ chị Đại Thanh Hằng có động thái mới mà Hương Giang và Hoàng Thùy cũng tung chiêu mới. Về phía Hoàng Thùy, cô ngầm khẳng định bản thân còn lâu mới bị phong sát khi nhận loạt giáp xịn giữa drama. Chập tối 18 tháng 7, Hoàng Thùy xuất hiện trên livestream của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Cả hai cùng ekip đang trang điểm làm tóc chuẩn bị cho một buổi photoshoot. Trong clip cả hai cười nói vui vẻ và tiết lộ sẽ hợp tác trong dự án sắp tới. Được biết Trung Thanh Phong là một trong những nhà thiết kế top đầu Việt Nam, được các siêu sao quốc tế như Phạm Băng Băng ưa thích. Không chỉ Trung Thanh Phong, nhà thiết kế đàn anh nổi tiếng của Việt Nam là Hoàng Hải cũng đứng về phía Hoàng Thùy khi up story hành trình gắn bó của mình với Hoàng Thùy suốt chục năm qua. Hoàng Hải cũng là nhà thiết kế top đầu Việt Nam, với hai chiếc đầm đã góp phần giúp mỹ nhân Pháp đăng quang Miss Universe 2016. Còn về phía Hương Giang, cô cũng không khiến fan của mình thất vọng khi công bố Á hậu một Miss Universe 2023 Antonia Bosio về làm giám khảo. Hành động này của Hương Giang được cho là đang dằn mặt Hoàng Thùy về vấn đề level. Được biết Hương Giang có mối quan hệ thân thiết với siêu mẫu Lu Kẹt của showbiz Thái, mà Lu Kẹt lại là người huấn luyện cắt quắc cho Antonia. Việc mời Á một Miss Universe 2023 về làm giám khảo đã gỡ gạc lại phần nào danh tiếng của Miss Universe Việt Nam sau những ồn ào mới đây. Giữa tâm điểm drama, có một nhà thiết kế bỗng dưng livestream liên tục mấy ngày để đóng vai thẩm phán công lý. Tố Hoàng Thùy chèn ép Bùi Quỳnh Hoa vào một show diễn nhiều năm về trước, anh này còn liên tục phân tích, giao giảng các đạo lý chỉ dạy Hoàng Thùy cách ứng xử sao cho đúng. Thế nhưng chưa diễn vai thẩm phán công lý được bao lâu thì anh này bỗng bị dân tình đào lại vụ việc giật nợ 13 triệu đồng nhiều năm chưa trả. Tổng đạo diễn của show diễn mà nhà thiết kế kia Tố Hoàng Thùy chèn ép Bùi Quỳnh Hoa cũng lên tiếng minh oan cho Hoàng Thùy, tuyên bố hoàn toàn không có chuyện chèn ép Bùi Quỳnh Hoa, Hoàng Thùy đã diễn đúng như kịch bản chương trình. Nhà thiết kế kia cũng đã gửi tiền vui vẻ với Hoàng Thùy, giờ đây sau mấy năm lại đào lại chuyện cũ, thì đúng thật là muốn tạo chú ý giữa tâm điểm drama.